Rồi chúng ta sẽ làm sao để chuyển dữ liệu từ máy thực sang máy ảo ví dụ cái thư mục mà mình chứa dữ liệu đó chứa các cái file rồi đó các bạn nó nằm ở đây ví dụ software đó rất là nhiều thứ mà mình sẽ đưa vào mình cài đặt trong máy ảo mà nếu mình chép bằng usb giống như giải pháp của một số bạn trình bày hôm trước là copy dữ liệu này vào usb từ máy thực sau đó rút USB ra, mở máy ảo lên, cắm cắm USB vô thì cái USB đó nó sẽ được hiển thị bên trong máy ảo thì đó là một giải pháp. Một giải pháp khác là mình share cái thư mục này, share nguyên cái thư mục này luôn, thư mục software này nè để ở trong máy ảo nhìn thấy và sử dụng luôn, giống như chúng ta đang nhìn thấy ở đây. Vậy làm sao để làm được việc này thì chúng ta sẽ à trước tiên là chúng ta sẽ vô trong cái menu device. Lúc đầu là nó chưa có nha. Vô menu device, chúng ta sẽ chọn là share folder. Share folder. Các bạn chọn share folder setting. Rồi, ở đây thầy chỉ định giả sử lúc đầu nó không có cái này không có cái này thì chúng ta chọn add rồi cho chỗ cái folder path chỉ cái đường dẫn các bạn sẽ chọn order bây giờ bạn muốn xe đường dẫn thư mục nào thì bạn chỉ chọn là lít chuột và xe ra thầy ví dụ như là thầy xe thêm đi thầy share thêm một cái nữa là à, thực hành upfit này đi tại vì cái thư mục hồi nãy thầy xe rồi nó nằm ở trong cái OneDrive rồi uh, software cái này là chúng ta đã xe rồi đúng không giờ chúng ta không cần xe nữa bây giờ thầy xe thư mục khác ví dụ thầy xe cái thư mục là thực hành upfit select ok rồi mình chọn là auto mount để mà nó tự động nó sẽ cập nhật cái À, đường dẫn ổ địa mạng cho cái máy ảo rồi mình chọn còn mình có hai cái thư mục để mình xe nè thư mục này là thầy đã xe trước đó nè thư mục này mới vừa chọn xong nè ok đó tại vì thầy cài rồi cho nên thầy xe xong cái là nó xuất hiện liền nó xuất hiện liền bây giờ giả sử chưa xuất hiện mình làm bước hai nha bước hai các bạn sẽ chọn vô cái menu device và các bạn chọn vô đây insert get ha edition cd image đó bạn sẽ bấm vô đây thì ở trên máy ảo của bạn nó sẽ xuất hiện một cái ổ cd để mà cài cái visual box get cài cái visual box get mình chạy cái cd này lên để mình cài ha các bạn cài trong quá trình cài đặt thì nó có một số cái uh, lựa chọn thì mình cứ lựa chọn theo thôi cái phần cài đặt này thầy đã cài rồi nhưng bây giờ thầy thì phạm lại để cho các bạn thấy cái quá trình cài đặt thôi sau khi mà các bạn cài đặt xong á thì nó sẽ uh, yêu cầu bạn là khởi động lại thầy đã cài rồi cho nên là thầy không cần cài cái phần này nữa ha các bạn cứ việc bấm nét 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 thế là cài thôi chứ không 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 có quá khó đó sau khi mà mình cài xong mình bấm khởi động lại khởi động cái máy ảo này nè thì lúc mà các bạn khởi động lại xong vô lại thì nó sẽ có hai cái thư mục này cái này là hai ổ đĩa mạng ổ nó để là ổ Z ổ Y ổ đĩa mạng để kết nối ra cái thư mục ở bên ngoài ở đây là mình đang đứng ở đây là trong máy ảo nè mình kết nối với lại cái software này nè đây là thư mục ở bên ở bên ngoài đó hai thư mục software các bạn thấy là giống nhau một cái là trong máy ảo một cái ở ngoài máy thực đó là chúng ta đã chia sẻ được dữ liệu từ máy thực Windows sang máy ảo của VisuBox